Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng của nó là TG33 nha các bạn. Đây, các bạn nhìn xem cái tem ở phía trước nó dán nè các bạn. Golden Star nè. Đây, Made in Japan nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn xem ha, ở phía dưới nó có chữ Made in Japan nữa các bạn, Golden Star. Phải ở sau lưng nó đây các bạn, phía sau nó đây là nó là Kawasaki TG33 nha các bạn. Đây, cái TG33 này nó có cái sở hữu cái nòng nó là 37 ly nha các bạn. Cái TG33 này nó có cái nòng là 37 ly. Các bạn quan sát xem à. Nó còn xám xịt luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Zin nguyên bản hết các bạn. 37 ly. Bê tông nó 37 ly và dung tích nó là 33cc. Với tầm cắt cước rất là đã các bạn. Cắt cước rất là ngon luôn. Dòng Kawasaki nó thể hiện sức mạnh nha, rất là mạnh mẽ, rất là bền bỉ luôn. Đặc biệt là TG này, cái dòng TG này thì thôi nòng nó khỏi phải nói các bạn, chạy rất là ngọt ha. Các bạn quan sát xem, nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Các đời TG nó sở hữu chụp giật thường nhưng mà rất là bền bỉ nha các bạn, rất là bền bỉ luôn. Nắp xăng nó có lỗ thông hơi nha các bạn, TG đó nắp xăng có lỗ thông hơi rất là đẹp ha. Đặc biệt là nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ tự động ha, chế quạt khí quanh rồ tự động và e gió tự động các bạn. E gió này mình mở bật vậy ha, là mình đóng e ha, mình lên ga tự động nó nhảy bật lên là e gió tự động ha. E gió mình lên ga là tự e gió nó bật lên các bạn. Đây, các bạn nào tin mát thì nhìn vào đây sẽ thấy chữ One Ro đây ha. Đây mới chánh tông là One Ro ha. Đây, các bạn nhìn xem. Nó chạy một cái tum rời nha, tum rời, tum lớn nha, bố lớn. Nó được gắn tum lớn bố lớn cho nên nó thể hiện cái sức mạnh cũng rất là dữ các bạn ha. Hãy cái dòng máy nào các bạn thấy tum lớn bố lớn thì nó nhà thiết kế là đã tính toán sẵn rồi các bạn, nó lên được cái tum lớn bố lớn là máy cũng khá mạnh rồi, ha. Nhưng mà tum lớn bố lớn thì nó có cái hạn chế là nó sẽ nặng ha, trọng lượng nó sẽ tăng. Do đó mà về ai mà cần mạnh thì cần phải tum lớn bố lớn, chứ ai cần mạnh mà nhẹ thì tum lớn bố lớn thì nó bị cái trọng lượng nó nặng các bạn. Các bạn quan sát bên bộ lửa nó nè, rất là đẹp luôn, trắng tinh luôn các bạn. Máy bãi rất là ít sử dụng nha các bạn, ốc còn vàng ha, rất là đẹp. Ở đây có công tắc, ở đây công tắc on off nha các bạn, bật lên là on nè, bật xuống là off nha, on off. Tum của nó rất đẹp ha các bạn, đệm hồng nè ha, móc dây đeo cùm nữa nè, zin tắc ha các bạn, zin tắc hết, tay nắm nè ha, tay ga giữ, tay ga giữ rất là đẹp luôn. Có cái tem này nè các bạn. Cái dòng này chữ nó không có đóng, chữ Made in Japan nó không có đóng ở đây nha các bạn, mà nó đóng ở phía trong chụp giật và ở cái tem này nó cũng đóng Japan nữa các bạn. Mỗi cái dòng máy nó đóng chữ Japan chỗ khác nhau các bạn. Ở đây không biết cái thẻ bài này nó đề cái gì nha, nhưng mà khi mình nhặt từ bãi về thì nó có cái thẻ bài này các bạn, rất là đẹp ha. Mình không hiểu cái thẻ bài này nó
nó thể hiện cái gì mình không hiểu nổi, mà nhưng mà mình khi mình nhặt bãi về là nó có cái thẻ bài dính ở đây các bạn. Đây láp zin nha, ở ở trước mặt nó dán Golden Star này các bạn. Golden Star này là ở phía cần láp này, nó cũng là Golden Star ha, Golden Star ha, cần láp zin nguyên bản của nó đó các bạn. Trắng cỏ của nó nè, trắng cỏ của nó to to chắc, rất là chắc luôn các bạn, dày rất là dày luôn, quá dày luôn, rất là đẹp. Cùi nó nè, cùi nó to đùng luôn, cùi nó thì rất là to nha các bạn. Và ở phía trên nó có chống dính cỏ bằng kim loại nha, dòng Kawasaki nó hay thiết kế này các bạn, ở phía trên nó chống dính cỏ bằng kim loại, ở phía dưới này nó có chống mài mòn luôn các bạn. Những cái cùi này thì mình sử dụng thì quá ok luôn các bạn, rất là bền bỉ ha, chống dính cỏ rồi chống mài mòn nữa thì còn đường nào nữa ha, rất là đã luôn. Nói mình sở hữu cái cùi đúng zin của nó rồi thì xài rất là ngon các bạn, còn cùi mà chế chát rồi thì xài nó không có được ngon ha. Đây, các bạn nhìn tổng thể cái máy này ha, zin tất zin từng con ốc luôn các bạn. TG33 bê tông 37 ly 33 cc, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên máy mình nguội thì mình cũng đóng e nha các bạn, bơm xăng đóng e và khởi động thì nó sặc lên một tiếng thì mình mở e ra, hoặc là mình giật luôn nó cũng có thể nổ luôn các bạn. Khởi động cũng rất là đơn giản ha. Ở đây mình nổ thử cho các bạn xem. Nhớ mở công tắc nghe các bạn. Dòng này cũng on off, off ha. Để ga lớn giật nó hú lên cái quá. Để mình nổ lại lại cho các bạn xem ha. Rồi, rất là dữ các bạn. Rồi, rất là dữ luôn. Các bạn xem bố nó rồi nó bắt nó tốn không nha. Thấy không? Vừa nhí ga lên là nó đã quay rồi các bạn. Đó, thấy không? Bố rất là tốn luôn ha. Xong mình nhớ mình đá lên ha, để hồi mình có giật thì mình không có bị nó lừa nha. Rồi cái video mình giới thiệu cái máy TG33 bê tông 37 ly đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0 7 6
5 959 958. Xin mến chào các bạn nha.